Hey you name và chào em trở lại với kênh YouTube của mình, thì mình là Harry đây. Giờ hôm nay chúng sẽ đến với một video Minecraft Password. Và mình sẽ có một thử thách, đó chính là mỗi người chúng ta sẽ nhận được một cây stick với cái nóc bắt là 1000. Và trong 5 phút chúng ta phải chiến thắng. Còn nếu ai rồi trong 5 phút chưa chiến thắng thì tất cả mọi người sẽ chết nhá. Và video này rất là hay đấy, nên mọi người đừng quên bỏ lại một like, một xem subscribe nhé. Và bây giờ chúng ta quay lên nào, let's go. Có con nết ơi, kêu thôi. Có con nết. Mọi người có 5 phút để chiến thắng hoặc chết. Ok. Rồi, ok, rồi. Đấy. Thì chế độ này là cái này nó bách 10 đúng không? Ê, cái gì? 10. Ủa nó bách 10 luôn trời ơi. Enderbeer, trứng nữa. Enderbeer mới trứng nữa. Thiếu ơi, Amin ơi, chúng ta. Đã sao tôi, con ngựa đó. Chúng ta cần thêm đồ. Đúng rồi. Em. Enderbeer này chứ. Dạ, only KB stick, Amin chỉ cho KB stick thôi. Tham lam. Ok ok. Ok, one more. One die. Ui rồi, chết con ngựa rồi, mình lầm. Ôi, đừng bao giờ đuổi Alan, đừng bao giờ. Cay thật sự là mình chết đầu luôn ạ. Cay thế nhờ, còn con đứt đó, thằng Amin nó không cho Enderbeer các bạn. Cay thật sự. Ôi có Enderbeer là ngon. Rồi mình lại giết cá rồi. Thằng dây đánh bay thằng carrot này. À bên keo quá, bên trận này keo quá. Cho mỗi cây bị stick à. Biết ngay mà kiểu nào cũng phải vậy thôi. Ui trời ơi. Cầm kiếm rồi. Cầm kiếm mà đánh. Ui hai thằng chết cùng luôn. Vai cả cứt. Mình không thể chết được. Mình chết luôn. Mình đang quay clip mình không thể chết được. Chị đất. Anh em ơi. Anh em nhớ trừ ra một cây để mấy cây còn lại trong rừng nha. Cày thế nào? Ôi, mình chết rồi, mình còn có Canonback Cross nè. Không phải chết được. HTT, chúng ta đến với HTT chưa làm gì được, HTT giờ mới bắt block. Ok, qua team đỏ đi. Chị đất ơi, ôi Green qua, Nuba ơi, đúng rồi Nuba. Nuba. Chúng ta không được giết chết chị đất. Nuba, đừng đi giết chị đất. Đi Nuba. Đánh bay nó. Đúng rồi. Ê, hai thằng team up. Ê, thay hai thằng con trai đánh một con gái. Đánh đi Nuba. Ok. Nuba đánh đi. Thôi Nuba ăn nhiều em ấy. Mới mua một con chuột. Làm kiểu được. Thôi. Mới là ăn nhiều em ấy. Rồi xong rồi. Chơi BNB có tốt không anh? Gò 1-2 hình như chơi cũng tốt quá. Các bạn còn 2 phút 30 giây để win rồi. Game kìa. Chị đấy té rồi. Nuba ơi. Xin tạm biệt em nhé. Nuba chơi phản bội đấy chưa? Chơi. Nuba ăn nhiều lỗi. Đi. Harry phản bội. Anh quay clip video ba. Anh muốn chiến thắng. Đánh Harry lắm nè. Anh em đang đập gậy Harry. Anh vào đây. Giờ thằng biết là Harry. Đúng rồi, đập thằng nó đi. Nhiều con me đang hận thù ghê lắm Harry. Không ạ. Chúng ta phải thắng. Vì thắng chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận đánh đổ tất cả. Để có một clip. Thì 70 nặng quá anh. Anh chưa. Anh thông cảm cho anh Nuba. Anh chỉ có muốn có một clip thôi. Ngu gì giờ? Ai bảo không dùng bách tăng sức mạnh. Ui gì giờ? Chơi không? Muốn chơi không? Bách tăng sức mạnh. Đâu để xài bách tăng sức mạnh nữa được rồi. Kia yên tâm. Mình cầm. Nãy giờ ông dây ông lạnh lùng boy thiệt. Đúng rồi đấy, dây cây. Non. Ok, cảm ơn non. Đừng có bảo. Bà ơi, chúng ta từng là anh em à. Còn một phút kia. HTT vừa bị đập giường. Green sẽ mất giường, Green sẽ Nuba. Mất giường. Hãy đi đi. Ôi, cái con ngựa ơi, con ngựa nó. Harry còn sống à? Ờ, Harry còn giường. Cái gì mà đặt sao chết, vậy? Harry sẽ chết. Còn 30 S kìa, rồi không kịp rồi. Thua chắc rồi. Anh em sẽ chết hết. Đừng mà. Ai sẽ là người chiến thắng. Anh em sẽ chết. Đợi quá, đợi đi ăn đời. Sao đây đợi? Tôi cũng đợi. Rồi. Giết nó. Cầm kiếm mà đánh. Đâu quá Nuba. Giết không? Trời ơi đâu quá. Ai làm gì bạn? Rồi còn 5m rồi, win thua hết rồi. Rồi xong rồi. 5 giây. 4. Rồi 1 giây. Chết hết rồi.